Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup bị yêu cầu về nước. Các cầu thủ nữ Hà Lan và Tây Ban Nha nhận nhiều lời chỉ trích vì hành động không đẹp trước thềm World Cup 2023. Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội mới đây cho thấy, các cầu thủ nữ Hà Lan và Tây Ban Nha có hành động chế nhạo điệu nhảy haka, điệu nhảy nghi thức trong văn hóa Maori của New Zealand. Dù ngay sau đó, các video này đã bị xóa khỏi mạng xã hội nhưng cả hai đội vẫn đang nhận về vô số lời chỉ trích từ phía người hâm mộ. Người dân New Zealand tỏ ra vô cùng thất vọng và tức giận, nhiều người đồng loạt lên tiếng yêu cầu đội tuyển nữ Hà Lan hãy về nhà. Họ được chào đón nồng nhiệt, để rồi đáp lại bằng việc chế nhạo nghi thức của chủ nhà. Những người này hãy rời khỏi New Zealand, một người bình luận. Trong khi đó, một cổ động viên lại cho rằng, tôi không phải là người New Zealand nhưng vẫn thấy bức xúc. Không ai được phép xúc phạm một nền văn hóa có từ lâu đời. Trang Star của New Zealand đã trò chuyện với giáo sư Jeremiah Habeta chuyên về văn hóa thể thao của người Maori. Vị này cũng tức giận nói, dù ý định là gì, họ đã gây ra thiệt hại. Họ đang dẫm lên linh hồn của người Maori. Họ sẽ nói rằng họ không cố ý làm hại, nhưng đó là một lời bào chữa mệt mỏi lúc này. Hiện phía Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, đã nắm được thông tin này, nhưng từ chối đưa ra bình luận vì không muốn gây ra những điều tiếng không hay. Trước World Cup 2023, tuyển Hà Lan và Tây Ban Nha đều là đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới. Tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ so tài với Huỳnh Như và các đồng đội vào ngày 14 tháng 7 tới. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ gặp Hà Lan vào ngày 1 tháng 8 ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, trận đấu sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam với Tây Ban Nha được tổ chức trên sân vận động không có khán giả và không truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp. Điều này dễ hiểu bởi đây là màn tập dượt cuối cùng của hai đội bóng trước World Cup 2023. Do đó, cả hai đội đều muốn giữ kín chiến thuật, đề phòng các đối thủ do thám. Ở kỳ World Cup 2019, Tây Ban Nha đã lọt vào vòng 1 tháng 8 nhưng để thua 1-2 trước đội bóng số 1 thế giới là đội tuyển Mỹ. Họ cũng lọt vào tứ kết ở 3 giải vô địch châu Âu gần nhất. Huỳnh Như cùng đồng đội cũng sẽ chạm trán đội tuyển nữ Mỹ ngày 22 tháng 7 và Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 tại bảng E World Cup 2023.